Sắp tới đây, Hoài Rapper và cùng một số anh em nghệ sĩ sẽ đem những phần quà rất ý nghĩa và những món quà tinh thần tặng cho một mái ấm tại Bình Dương. Và trước khi mà đến thăm hỏi hoàn cảnh của các bé nhỏ cũng như là các cụ già ở mái ấm Bình Dương đó, xin mời tất cả mọi người hãy cùng với Hoài Rapper quay ngược lại thời gian trong khoảng thời gian là một tuần trước đây. Và trong một thời gian một tuần đó, Hoài Rapper cũng như là tất cả anh em đã phải chuẩn bị rất là nhiều công đoạn khác nhau để làm sao có thể quyên góp được những số tiền rất ý nghĩa để dành tặng cho những hoàn cảnh neo đơn và khó khăn đó. Và ngày hôm nay Hoài Rapper sẽ không phải đi ra đường để có thể buôn bán những vật phẩm chung với các nghệ sĩ, mà hôm nay chúng tôi sẽ làm được với cái trách nhiệm chính của mình, đó chính là biểu diễn. Và Hoài Rapper rất có được cái vinh dự là được hợp tác với rất nhiều anh em nghệ sĩ, từ ca sĩ, diễn viên cho tới DJ. Mọi người đã đồng tâm hợp lực và cùng nhau tổ chức ra một tour diễn được mang tên Diano, được kết hợp với Sống Yêu Nhau. Và ngày hôm 22 tháng 8 là chúng tôi đã tổ chức tại Pandora Sky Lounge và chúng tôi đã quyên góp được những số tiền rất ý nghĩa. Và xin mời tất cả mọi người hãy theo dõi công đoạn chuẩn bị của những anh em nghệ sĩ này nhé. Trong suốt quá trình chuẩn bị cho đợt biểu diễn kỳ này thì Sống Yêu Nhau và Diano đã cố gắng rất nhiều để vận động tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng như là bạn bè của mình có thể đóng góp công sức cũng như là vật chất để có thể giúp đỡ cho chúng tôi làm thực hiện tốt chương trình ngày hôm nay. Và một trong những người bạn rất thân của Hoài Rapper đó chính là anh Hoàng Phú Nam, giám đốc của hệ thống bán lẻ H-Nam Mobile, đã có một lời đề nghị và rất có nhã ý để tài trợ cho chương trình chúng ta. Thì thật sự rất may mắn khi mà nhận được tình cảm của tất cả anh em. Thì trong khi mọi người đang háo hức chuẩn bị những công đoạn sắp tới đây thì Hoài Rapper đã tranh thủ chạy đến để gặp Mr. Hoàng Phú Nam. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng trao đổi cùng với anh Nam nhé. Nam thay mặt ban giám đốc của H-Nam Mobile rất vui và hạnh phúc khi được chung tay cùng các anh em nghệ sĩ tham gia chương trình từ thiện giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ được cuộc sống tốt đẹp hơn. Đến với chương trình Sống Yêu Nhau cũng như là Diano, một cái show diễn với rất nhiều nghệ sĩ có tranh thủ tham gia, thì không biết là H-Nam Mobile sẽ đóng góp những sản phẩm nào để chúng ta cùng đấu giá? Bên mình quyết định tài trợ một smartphone Lenovo S960 và một máy tính bảng Dell Venue Pro 8. Đây hai sản phẩm đang rất hot của H-Nam Mobile. Rất cảm ơn Nam rất nhiều và Hoài Rapper cũng có nhà ý là mời Nam cũng như là các anh em trong ban giám đốc của H-Nam Mobile sẽ đến tham gia vào sự kiện cũng như là chương trình Sống Yêu Nhau ngày hôm đó để chúng ta có thể chung vui với các anh em nghệ sĩ. Và Nam sẽ trực tiếp lên sân khấu để trao giải thưởng cho người thắng cuộc nha. Chắc chắn Nam sẽ thay mặt ban giám đốc sẽ đến tham gia chương trình. H-Nam Mobile là một trong những trung tâm kinh doanh điện thoại di động mạnh dạn áp dụng mô hình thương mại điện tử vào những hoạt động kinh doanh của mình. Vào năm 2012, hnammobile.com đã vươn lên lọt vào top 300 website hàng đầu Việt Nam và đồng thời cũng lọt vào top 60.000 website hàng đầu thế giới theo số liệu website Alexa thống kê. Với phương châm kinh doanh, trung thực là sự sống còn của công ty, H-Nam Mobile đã phát triển được 11 cửa hàng và trung tâm bảo hành tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc phát triển kinh doanh, H-Nam Mobile còn tích cực đóng góp vào các hoạt động xã hội và thiện nguyện nhằm giúp đỡ hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn. Xin chào tất cả mọi người đã sẵn sàng cùng với Hoài Rapper để tham gia vào Sống Yêu Nhau và Diano kỳ này chưa? Em nghệ sĩ sẽ dốc hết sức mình để có thể phục vụ tất cả các khán giả, để có thể quyên góp lấy những phần tiền rất ý nghĩa qua phần đấu giá và những toàn bộ các xe buổi diễn chúng tôi sẽ đem tặng lại cho những hoàn cảnh khó khăn. Và xin mời tất cả mọi người hãy tham gia vào buổi tiệc với chúng tôi và chắc chắn là sẽ có rất nhiều điều bất ngờ dành cho tất cả mọi người. Chứ gì có điều bất ngờ là có hai người đẹp đứng xung quanh Hoài Rapper để có thể có thêm tinh thần để biểu diễn cho thật tốt. Và bây giờ xin mời mọi người hãy theo chân Hoàng để tham gia vào Sống Để Yêu Nhau và Diano.
Anh em nghệ sĩ đã tập trung rất là đông đủ rồi và khán giả đến cũng khá là đầy đủ. Xin chào, mình là DJ Hoàng Anh. Thì tối nay mình sẽ mang đến cho các bạn một set electro thật là sung tại Pandora. Và mình muốn gửi đến các bạn đó là toàn bộ lợi nhuận của các anh em trong chương trình hôm nay để dành cho việc từ thiện. Mong các bạn sẽ ủng hộ cho Sống Đều Nhau và Diano nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Eddie Trần và hôm nay mình có mặt tại Party Diano và Sống Đều Nhau. Eddie rất vinh hạnh có mặt ở đây cùng với tất cả các anh em DJ có thể tạo ra lợi nhuận và quyên góp một số tiền thật là thiết thực cho các em nhỏ đang bị khuyết tật, và hy vọng các bạn sẽ cùng Eddie làm nên điều thần kỳ nhé. Peace out. Xin chào tất cả các bạn, mình là beatboxer Mr. T và hôm nay Mr. T rất là vui khi được tham dự chương trình Diano Party. Rất là vui và phấn khởi và rất là hào hứng góp một phần sức lực của mình vào trong chương trình Diano Party và Sống Để Yêu Nhau. Tối ngày 22 tháng 10 năm 2014, sự kiện Diano diễn ra tại Pandora Sky Lounge, số 36 đường Bùi Thị Xuân, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với chương trình truyền hình thực tế Sống Để Yêu Nhau. Diano là chuỗi sự kiện âm nhạc chuyên nghiệp diễn ra hàng tháng do 88 DNA Music do DJ Hoàng Anh sáng lập cùng với những người bạn thực hiện. Đây là sân chơi tạo cơ hội cho những tài năng trẻ đam mê nghệ thuật nhưng chưa có điều kiện phát huy khả năng. Mỗi sự kiện hàng tháng sẽ giới thiệu những gương mặt nghệ sĩ mới đến khán giả ở tất cả các loại hình nghệ thuật, DJ, ca sĩ, beatboxer, vũ công, nhạc công, v.v. Toàn bộ lợi nhuận sau chương trình đều sẽ dành cho các hoạt động từ thiện. Chương trình có rất nhiều màn trình diễn đặc sắc của các nghệ sĩ khách mời FB Boys, Hoàng Rapper, Andre Right Hand, Mr. T Beatbox, DJ Hoàng Anh, DJ Lee Bass, DJ Adi Trần. Mục đích chính của chương trình chính là việc bán đấu giá quà lưu niệm với đầy đủ chữ ký của các nghệ sĩ tham gia sự kiện, cùng với một chiếc điện thoại smartphone và một máy tính bảng chính hãng được tài trợ bởi H5 Mobile để quyên góp một số tiền từ thiện đầy ý nghĩa. Toàn bộ lợi nhuận kinh doanh từ đêm diễn và toàn bộ các xe biểu diễn đều được các nghệ sĩ và ban tổ chức đóng góp vào quỹ từ thiện. Hoàn cảnh của chú Nguyễn Văn Liếu, địa chỉ số 9/9A, đường số 661, ấp Mây Đắng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi. Được sự giới thiệu của tiểu đoàn kiểm soát quân sự thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi được biết trường hợp của chú Nguyễn Văn Liếu, 76 tuổi, cựu chiến binh. Trong quá trình phục vụ quân ngũ tại sư đoàn 9, quân đoàn 4, chú đã bị thương và được tập kết ra miền Bắc trong giai đoạn kháng chiến. Nhưng khi trở lại miền Nam sau ngày đất nước thống nhất, chú đã làm mất giấy tờ chứng nhận nên không được hưởng bất kỳ chế độ chính sách nào. Hiện nay, chú Liếu còn bị tai biến nên không thể tự đi lại được. Ngoài ra, chú còn có một người cháu nội 6 tuổi, nhưng ba mẹ của cháu đã bỏ đi. Ban tổ chức Diano và Sống Để Yêu Nhau đã hỗ trợ chú Liếu 60 kg gạo, dầu ăn, sữa tươi và 6 triệu đồng tiền mặt.
Như vậy là Hoài Rapper cũng như là tất cả anh em trong ekip Sống Đeo Nhau và Diano đã giới thiệu với mọi người những công đoạn để chuẩn bị cho chuyến hành trình từ thiện của chúng tôi. Và đêm diễn ngày hôm đó thật sự là rất thành công, và xin chân thành cảm ơn tất cả tấm lòng của các khán giả cũng như là các nhà mạnh thường quân, các nhà tài trợ và các nhà đấu giá đã giúp cho chúng tôi có được những số tiền rất ý nghĩa. Và từ những số tiền đó, chúng tôi đã mua những phần quà và gom góp lại những tình cảm để đem tặng lại cho mái ấm ngọc quý tại Bình Dương. Và bây giờ thì quay trở lại với thời điểm hiện tại, xin mời tất cả mọi người hãy gặp gỡ một số anh em nghệ sĩ sẽ trực tiếp đem những món quà đó trao tận tay cho những hoàn cảnh khó khăn. Xin mời. Xin chào tất cả các anh em. Xin chào anh, chào anh, chào mọi người. Rất là vui khi mà hôm nay mọi người tập trung rất là đông đủ để gom góp những phần quà này đem tặng cho mái ấm ngọc quý ở Bình Dương. Thì thấy có anh Hoàng Anh nè, Obey rồi tất cả các anh em nghệ sĩ trẻ nữa. Thì không biết là từ hôm qua đến từ hôm diễn đến giờ thì anh em đã trao được mấy địa điểm phần quà rồi, anh Hoàng Anh có thể chia sẻ được không ạ? Thì đợt vừa rồi mấy anh em mình đã xuống Củ Chi qua sự giới thiệu của tiểu đoàn kiểm sát quân sự, có thăm một chú cựu chiến binh và tặng quà cho chú. Đây là lần thứ hai. Như vậy thì giống như lịch hẹn của anh em chúng ta, anh Ngọc, anh Nguyễn Trung Ngọc phải nói là người đầu đàn để có thể dẫn dắt anh em đi, nếu không có anh thì tụi em không biết đi đâu luôn á. Thật sự mọi người đều có tấm lòng, nhưng mà những cái tấm lòng đó làm sao để tập hợp lại để đoàn kết chung với nhau, chung một tiếng nói thì rất là khó. Thì anh Ngọc đã giúp cho anh em có những đường đi nước bước rất là cụ thể để vừa mới trao ở Củ Chi và ngày hôm nay chúng ta sẽ trao quà ở Bình Dương. Thì không biết là anh đã chuẩn bị được những phần quà như thế nào anh Ngọc? Hôm nay thì anh em trong chương trình chúng tôi có chuẩn bị, thứ nhất là những cái mì chay, tại vì cái mái ấm này là do một sư cô được sự bảo trợ từ một Việt kiều Mỹ quyên góp toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất ở đó, và sư cô đứng ra thì cũng có một cái tịnh xá để cho nuôi các trẻ mồ côi trong các khu vực Bình Dương cũng như các khu vực lân cận và một số những người già neo đơn cơ nhỡ. Thì hôm nay anh em trong chương trình Đền Nâu đã thực hiện mua những cái mì chay, rồi sữa Riso Gold dành số 1, số 2, số 3 dành cho các trẻ từ giai đoạn 3 tháng tuổi cho đến 24 tháng tuổi. Bên cạnh đó là tã để dành cho các em, rồi có những cái nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày như là nước tương, rồi dầu ăn, rồi có thể là gạo. Như vậy là rất là nhiều phần quà thiết thực dành cho mái ấm ở Bình Dương. Thì em thấy anh còn chuẩn bị cả hiện kim nữa, vừa hiện vật vừa hiện kim luôn. Em nghĩ như vậy rất là thiết thực, tại vì sao để dễ dàng cho mái ấm có thể linh động để xoay sở cho những cái khó khăn ở trước mắt. Hôm nay thì ngoại trừ những đây thì còn có một số cái phần đóng góp riêng ngoài phần của The Unknown, đó là một số các bạn DJ người ta tham gia vào chương trình cũng có, rồi các bạn DJ khác mà người ta biết đến chương trình thông qua những cái mảng công tác xã hội của chương trình The Unknown hoặc là Yeah TV, thì các bạn cũng gửi tiền ủng hộ đến cho nhờ chúng ta chuyển đến mái ấm ngọc quý. Như vậy là mỗi người một tấm lòng, thế là tích góp tích gió hành bão, chúng ta sẽ quyên góp được rất là nhiều phần quà. Và thật sự là rất ý nghĩa khi từ trước đến giờ đây là số đầu tiên mà được kết hợp chung với tất cả những anh em DJ. Bình thường thì mọi người cảm thấy những anh em DJ là những nghệ sĩ rất là cá tính, họ rất là phóng khoáng trong cái công việc và rất là nghệ sĩ, thậm chí là có hơi chút chất chơi nữa. Nhưng mà giờ đến ngày hôm nay khi mà được tiếp xúc với những anh em và những tấm lòng rất là nhân hậu này, em cảm thấy rất là ấm lòng và hy vọng tất cả mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ cho những nghệ sĩ DJ chân chính này để cho cái nền âm nhạc chúng ta sẽ vững bền hơn và phát triển mạnh mẽ hơn, cũng như là những công tác xã hội này sẽ giúp cho giới trẻ nhận thức đúng đắn con đường đi phía trước. Bây giờ để không làm mất thời gian mọi người, em xin phép phụ mọi người đem quà lên xe nhé. Tại địa chỉ 33 Xuyệt 5 DX059, tổ 43, khu phố 6, phường Hiệp An, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây là nơi nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em và người già neo đơn do Nico Thích Chân Ngữ quản lý. Ban tổ chức Địa Ân Nô và Sống Để Yêu Nhau đã hỗ trợ mái ấm ngọc quý một số thực phẩm chay, nước tương, tã trẻ em, sữa bột, quần áo trẻ em và 8 triệu đồng tiền mặt.
Như vậy là sau một chuyến hành trình thì đoàn nghệ sĩ của chúng tôi đang có mặt tại mái ấm Ngọc Quý ở Bình Dương. Và nơi đây đang là nơi lưu trú của rất nhiều trẻ em và người già rất là neo đơn và khó khăn. Thì không biết là anh Ngọc có thể nói rõ địa chỉ chính xác để các khán giả Cuộc Sống Đi Yêu Nhau biết rõ được không ạ? Địa chỉ ở đây là số 33/5 đường DX95 Bình Dương. Như anh Ngọc đã giới thiệu là nơi nuôi dưỡng rất là nhiều cái hoàn cảnh cơ nhỡ, thì em thấy cái cơ sở vật chất ở đây cũng là rất là thoáng mát và rộng rãi. Thì không biết là cái hoàn cảnh mà làm sao mà có rất nhiều khó khăn trước mắt mà mọi người chưa được biết đến không anh? Thật ra ở đây là một cái khách sạn cho một cô chú hiện nay đã sống ở bên Mỹ và giao lại cho Nico Thích Chân Ngữ tiếp nhận cái địa chỉ này, và sau đó địa chỉ này được biến thành một cái trại dành cho những trẻ mồ côi, những trẻ có hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ, trẻ đường phố, người già neo đơn, những người có bệnh lý về thần kinh mà cũng không được sự chăm sóc từ phía gia đình cũng như từ phía những người thân tốt. Thì các nhóm từ thiện, các nhóm bảo trợ xã hội của tỉnh Bình Dương cũng như một số nơi từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác lân cận đều đưa về đây. Và như các bạn thấy, hiện nay ở đây là Nico Thích Chân Ngữ có xây dựng một cái am ở phía sau. Lát nữa đây đoàn chúng ta sẽ qua bên đó. Thì đây là với một mục đích là vừa tu tâm, vừa dưỡng tính cho các trẻ. Và bên cạnh đó, đây là cũng là một cái nơi mà mọi người có thể xem như là một cái chỗ dựa về mặt tinh thần trong quá trình mà thứ nhất cho các đơn vị làm việc thiện nguyện cũng như cho các trẻ hoặc là người già đang sinh sống tại mái ấm Ngọc Quý này. Như em được biết là anh kết hợp chung với rất là nhiều anh em DJ, trong đó có anh Hoàng Anh từ 88DNA. Thì anh Hoàng Anh thân mến, là anh cũng đã tổ chức ra 88DNA, là một cái công ty của riêng anh để có thể mà huấn luyện cho các tài năng trẻ rồi cũng như là mở trường lớp để dạy DJ. Thì không biết động lực nào anh lại nghĩ đến những cái việc thiện nguyện như vậy để kêu gọi mọi người ạ? Thật ra thì ngoài cái việc là giải trí thì cái công việc DJ mang khá nhiều tai tiếng, cho nên anh muốn làm những cái việc thật là có ý nghĩa để cho một phần nào đó cho mọi người thấy rằng DJ chúng ta không phải là dân chơi chỉ biết ăn chơi mà vẫn quan tâm đến những cái vấn đề rất là bình thường. Và thông qua những chia sẻ của anh Ngọc và cũng như là những chặng đường vừa qua suốt gần 2 năm trời cũng sống đi yêu nhau cũng như là chương trình Diano vừa qua tại Pandora, các bạn cũng thấy là tất cả các nghệ sĩ đều cháy nhiệt huyết rất hết mình vì chương trình. Và thật sự là chúng tôi mỗi người một công sức, người góp công, người góp của, làm sao với một mục đích chung thôi là giúp cho những hoàn cảnh khó khăn sẽ có cuộc sống tốt hơn. Và trong xã hội chúng ta có rất nhiều hoàn cảnh như vậy, nên xin mọi người hãy cùng mở rộng lòng nhân ái của mình, nhớ đến chương trình Sống Đeo Nhau cũng như là những anh em của 88DNA tổ chức những sự kiện như Diano để có thể cùng nhau chung tay góp sức, dù một ít thôi cũng được ạ. Và chúng ta sẽ nhìn thấy được những nụ cười hạnh phúc khi mà sắp tới đây chúng tôi đem những phần quà cũng như là những phần tiền trao tặng lại cho những hoàn cảnh đó. Bây giờ thì Hoàng Đa Bơ xin mời tất cả mọi người hãy cùng chuyển đồ và đem quà tận tay, trao tận tay đến cho tất cả hoàn cảnh khó khăn nhé. Chúng ta sẽ gặp sư cô Thích Chân Ngữ, là người đại diện cũng như là người điều hành cái máy ấm Ngọc Quý này.
Và xin cô có thể chia sẻ một chút về những hoàn cảnh cũng như là những cái hiện trạng này, những cái khó khăn mà cô gặp phải khi mà tiếp nhận cái máy ấm một ngọc quý. Dạ, xin mời cô. Trước tiên là cũng chào hết mấy chú mấy cô trong tờ. Ở đây thì các cháu là rất là có nhiều cái trường hợp, cho trường hợp như là bé bỏ rơi về cổng, có đứa thì kiến cắn, rồi có khi thì bỏ đâu ngoài chợ cái người ta thấy người ta mang vô, rồi có khi dưới bệnh viện là đẻ rồi bỏ bác sĩ rồi cái người ta kêu cho người trở lên, rất là có nhiều cái trường hợp. Và cái mặt mà hàng ngày kinh phí đây cũng nhờ bà con cô bác xóm giềng, cũng cái trái bò trái bí gạo, thì đôi khi cũng có phái đoàn ở xa cũng lâu lâu được cũng tới được như vậy, chứ không phải là không. Thành đột nhiên chẳng hạn như mấy cái mà dụng cụ hàng ngày như mấy cái cháu như là gối mùng mền đồ á, mấy cháu thì đôi khi thì mình cũng phải thay cho cháu quần áo này kia nọ rồi tất cả mọi thứ đó, thì hàng ngày đôi khi thì mình cũng phải mua nhiều hơn cho mấy cháu. Dạ. Như vậy là qua những chia sẻ của cô thì mọi người cũng có thể thấy được là tại nơi đây không những mọi người đang thiếu thốn về cái ăn và còn thiếu thốn về cái kiến thức nữa, thì sư cô đã cố gắng hết sức để làm sao vừa nuôi dưỡng được thể chất của các bé, của một số người già ở đây, mà còn có thể nuôi dưỡng được cái hạt giống tâm hồn sau này để các bé có một cái tương lai nó sáng lạng hơn. Chứ bây giờ nếu như không có kiến thức đó cô, thì con nghĩ là bất cứ đứa trẻ nào cũng vậy sẽ rất là thiệt thòi cho cái cuộc sống sau này. Hy vọng tất cả mọi người sẽ biết được hoàn cảnh tại máy ấm ngọc quý ở Bình Dương và dang rộng vòng tay và cùng góp sức với chúng tôi để có thể giúp đỡ cho mọi người. Thì dường như đó cũng chính là động lực rất là lớn để cho rất nhiều anh em không chỉ là đứng trước ống kính, đứng trên sân khấu, mà có rất nhiều anh em đứng sau ống kính và đứng dưới sân khấu để lo những công tác hậu kỳ. Thì trong đó có những nhân vật như là anh Hưng đây hay là anh Nhân, là những nhân vật rất là xông xáo trong các công tác thiện nguyện này. Thì ngoài sự giúp sức của anh em Diano sống đều nhau 88DNA thì còn có sự giúp sức của các nghệ sĩ trẻ nữa cô ạ. Thì trong đó như là DJ Catrick nè, Louis, rồi Jean là những bạn trẻ rất là tài năng. Thì các bạn ấy cũng có một chút tấm lòng để chia sẻ lại chung với nhà chùa của mình ạ. Dạ thì con cũng muốn thay mặt cho các anh em nghệ sĩ trẻ, chúng con cũng muốn góp một phần tấm lòng với các anh đàn chị lớn. Rồi con muốn thay mặt cho các anh em gửi cô một chút tấm lòng. Như vậy là chúng tôi đã hoàn thành được chuyến hành trình ngày hôm nay. Một chuyến hành trình mà thực sự đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để có thể mang đến cho mọi người những show trình diễn rất là đặc sắc, cũng như là những ý nghĩa nhân văn ở đằng sau đó. Và xin cảm ơn tất cả những nhà tài trợ, những khán giả, cũng như những phần quà rất ý nghĩa mà mọi người đã dành cho Diano và Sống Đi Yêu Nhau để có thể trao tặng lại cho mái ấm ngọc quý ở Bình Dương, cũng như là những hoàn cảnh khó khăn ở Củ Chi, để cho mọi người cảm thấy được rất lạc quan cho cuộc sống này khi mọi người quan tâm đến nhau. Hãy luôn luôn sống để yêu nhau. Có gì đẹp trên đời hơn thế, người yêu người, sống đi yêu nhau. Và Hoài Rapper xin được thay mặt cho tất cả các anh em trong ekip của Diano và Sống Đi Yêu Nhau xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào kỳ sau, để chúng ta sẽ cùng sống để yêu nhau và Diano.